Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển đổi diện tích lúa hè thu sang cây trồng khác để thích ứng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc chuyển đổi này đã và đang nảy sinh những bất cập, khó khăn. Ghi nhận của phóng viên tại địa bàn huyện A Lưới, nơi mà hệ thống thủy lợi vẫn còn thiếu và yếu. Đây là hình ảnh khô hạn trên những cánh đồng thuộc xã A Ngo, huyện A Lưới trong vụ lúa đông xuân của năm trước. Canh tác trên vùng đất khô hạn, không chủ động nguồn nước, nhưng nhiều hộ bà con đồng bào dân tộc ở đây vẫn quyết bám đồng ruộng để sản xuất. Hiện hơn 5 hecta lúa hè thu của bà con đang đối mặt với khô hạn, nước nẻ, chỉ biết trông chờ vào nguồn nước mưa. Vật 2-3 năm rồi và làm lại, có nước mưa, thì thu, không có nước mưa thì chịu rồi. Hệ thống kênh mương thủy lợi chưa được đầu tư, các vụ mùa liên tiếp bị mất trắng do thiếu hụt nguồn nước tưới cho đồng ruộng. Nhiều diện tích đất ở vùng hàng nặng buộc phải chuyển đổi cây trồng. Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn tiếp tục gieo xạ lúa hè thu. Thì vụ hè thu vừa này thì bà con lại tiếp tục làm tiếp, nhưng mà với tình hình mà khô hạn hiện nay thì không biết là có là thu hoạch được không. Nắng nóng kéo dài đã làm hơn 120 hecta đất sản xuất lúa hè thu năm 2020 và một số cây trồng khác trên địa bàn huyện A Lưới bị khô hạn. Việc vận động bà con nhân dân chuyển đổi cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là nắng hạn, đang gặp không ít khó khăn. Hiện nay mà các công trình dự án đầu tư thì nói chung các kênh mương là chưa trầm trọng, chưa hư hỏng, nhưng mà do nguồn nước cạn kiệt kéo dài, bây giờ rất khó khăn. Còn trước mắt hiện nay về khó khăn chuyển đổi là về nhận thức của bà con. Phải nói bà con hiện nay mà nếu chuyển đổi từ lúa nước sang cây trồng khác là bà con là không chấp nhận. Rất là khó. Cho nên vì vậy đợt này thì huyện sẽ tổ chức tuyên truyền vận động đăng ký của từng hộ, họp thôn, bản rồi rà soát và có chính sách sẽ hỗ trợ giống ngô cho bà con để bà con đầu tư thâm canh trong thời gian khô hạn này. Ước tính vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 2.000 hecta đất sản xuất không thể trồng lúa do thiếu nước vì nắng hạn kéo dài, phải chuyển đổi cây trồng khác. Tuy nhiên, đảm bảo nguồn nước vẫn là đòi hỏi cấp thiết trong sản xuất với bất kỳ loài cây trồng nào trên vùng đất khô cằn. Hệ thống kênh mương thủy lợi đóng vai trò rất quan trọng trong sản xuất, đặc biệt là ở các vùng khô hạn. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn chế dẫn đến nhiều công trình thi công theo kiểu cầm chừng, chậm trễ trong quá trình đầu tư, gây ảnh hưởng không ít khó khăn trong việc chống hạn, bảo vệ cây trồng. Nắng nóng cũng đã làm cho hàng trăm hecta lúa hè thu mới được gieo cấy trên địa bàn tỉnh tiếp tục bị khô hạn do thiếu hụt nguồn nước. Con số này sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới nếu thời tiết khô hạn tiếp tục kéo dài. Cần có các giải pháp chống hạn một cách căn cơ và bền vững, hạn chế những rủi ro, thiệt hại cho người dân.